Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, với Đảng vẹn tròn lòng tin yêu, cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý về dự đại hội lời chào, kính trọng, lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân cả nước thi đua lập thành tích xuất sắc, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Tự hào về những thành tựu to lớn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính dâng chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng đại hội. Chương trình nghệ thuật cũng là tấm lòng của triệu người dân Bắc Ninh, vững tin vào Đảng, vào sức mạnh của nhân dân, khát vọng đổi mới, sáng tạo, vươn lên tầm cao mới bằng bản lĩnh văn hóa Việt Nam để xây dựng quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc hạnh phúc, phồn vinh. Chương trình gồm các tiết mục liên khúc lá cờ Đảng, chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Văn An, nhạc sĩ Đỗ Minh, ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến, ca khúc Trên đất quê anh tôi hát, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Lĩnh, ca khúc Bắc Ninh ơi, thành phố anh hùng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến. Chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia thực hiện chương trình, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, ca sĩ Tân Nhàn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, biên đạo múa, nghệ sĩ ưu tú Khánh Toàn, Hồng Hà. Chương trình xin phép được bắt đầu. Trời ơi, anh hùng tia sáng.
triệu dân xếp tay nhau đứng quanh đảng cộng sản Việt Nam, khối kết toàn công nông mẹ lên vương, đời cần lao thắm tình yêu trói niềm tin, vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc, nào cầm tay sát vai nhau xuống vua liềm trên đường tranh đấu.
sống môi bay khắp trời quê hương như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.
Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện xin được khép lại. Kính chúc các vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 thành công rực rỡ.